Video truyện kiếm hiệp Chương Dũng mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 4 Kim Kiếm Tàn Hồng của tác giả Trần Thanh Vân, diễn và đọc Chương Dũng. Phụ nhân cài bông hồng trên mái tóc lúc này cất giọng lạnh lùng nói: Bản hồng hoa sứ giả dâng lệnh của chủ nhân bảo người hãy vào báo vật và sau đó người tự kết liễu đi. Thiếu phụ yêu kiều hớt hải nói: Thế còn hài nhi của ta đâu? Phụ nhân tự xưng là hồng hoa sứ giả lấy tay chỉ vào rương gia đang đặt ở trên bậc thềm rồi nói: Hài nhi của ngươi đang nằm trong rương gia này đây. Thình lình ngay lúc này một gia nhân từ hậu trại chạy ra, bước đến chỗ của lão nhân ăn mặc sang trọng rồi cung kính hành lễ thưa rằng: Thưa viên ngoại, trong tình hình đại phu nhân không còn. Gia nhân nọ chưa nói hết lời thì chút nhị viên ngoại đã giật mình quay người chạy vào hậu trại ngay. Hồng hoa sứ giả lại lên tiếng lạnh lùng nói: Này Lưu Ngọc Tú, ngươi có cần ta ra tay xuất thủ hay không? Lưu Ngọc Tú nói giọng run run: Được, ta sẽ tự giải quyết, nhưng yêu cầu các ngươi hãy buông tha hài nhi của ta. Hồng hoa sứ giả nói giọng lạnh như tiền: Phí lời vô ích, người có chấp hành mệnh lệnh không thì nói. Lưu Ngọc Tú buông tiếng cười như điên như dại, rồi giận dữ nói: Các ngươi sẽ gặp báo ứng cho mà coi. Nàng nói đến đây bỗng im bặt, đánh bịch một cái rồi té ngồi trên bậc thềm, hai bên khóe miệng rướm máu. Thì ra nàng đã tự đoạn tâm mạch tự tử luôn. Trần Gia Lân trông thấy thế nổi giận đùng đùng, từ trong bóng tối xông ra ngay. Tổng quản Bảo Sĩ Đình giật mình nhảy vọt tới ngăn cản hắn và nói: Tiểu hữu, người không nên đụng đến họ. Trần Gia Lân bịt tai chẳng nghe lời can gián nữa. Thực ra lúc bấy giờ hắn đã giận đến đổi mà muốn phun ra khói lửa, cho nên hắn có nghe được lời nào đâu. Hắn từng bước một đi đến chỗ cách trước mặt hồng hoa sứ giả còn cách chừng 8 thước rồi dừng lại. Hồng hoa sứ giả bình thản quay người qua, y thoạt trông thấy kiểu ăn mặc của Trần Gia Lân, bỗng bất giác bật cười nói: Cha ơi, người mới từ miền quê ra đây đó ư? Trần Gia Lân đẩy cái nón rơm ra sau, hai mắt tia ra luồng điện quang kinh người, chăm chăm nhìn thẳng vào mặt của đối phương nói giọng lạnh lùng như tiền: Đúng thế, tại hạ từ miền quê vừa ra đây. Thích thú lắm, người đến đây làm gì vậy? Giết người. Hồng hoa sứ giả đưa ánh mắt nhìn hắn từ đầu cho đến chân sau đó rồi cười khải nói: Khẩu khí của người ngạo nghễ lắm, ác là một nhân vật có tiếng tăm lớn chứ không sai rồi. Đại danh hiệu của các hạ là gì vậy? Ngư Lan. Hồng hoa sứ giả ngạc nhiên nói: Nói sao? Người nói lại cho ta nghe nào. Ngư Lan, đánh cá đó. Kỳ diệu thật, đánh cá mà lại lên bờ được ư? Này Ngư Lan ca, người không có bị điên đó chứ? Hắn thọt nghe nói là chữ Ngư Lan ca, tức thì liên tưởng đến Đào Ngọc Phương. Xin cáo lỗi, chuyện bị thiếu trang. Xin hỏi thiếu hiệp xuất sư tại đâu vậy? Trần Gia Lân lắc đầu nói: Xin lượng thứ, tại hạ không tiện phụng cáo điểm này. Hắn nói đến đây dừng lại trầm tư giây lát rồi sau đó hỏi: Tại sao xảy ra sự kiện như thế này vậy? Tổng quản Bảo Sĩ Bình cảm khái thở dài một tiếng não nùng rồi nói: Hey, thiếu hiệp đã hỏi đến sự việc này, lão sinh thành thật phụng cáo vậy. Lão sinh nói ngắn gọn, gia chủ nhân và chủ mẫu kết hôn được 20 năm trời, nhưng chẳng sinh được một đứa con nào hết. Cách đây 3 năm về trước, chủ mẫu mắc cơn bệnh nặng, vì lo nghĩ vấn đề nồi giống cho chút gia, bà ta cố khuyên chủ nhân cưới vợ hai. Tình cờ lại có người đến bản phủ để mai mối. Đối phương bảo rằng có một thiếu nữ mồ côi không nhà không cửa, bằng lòng làm thiếp cho người ta. Thế rồi từ đó nhị phu nhân được nhập phủ. Sau đó rồi thế nào nữa? Quả thật nhị phu nhân chẳng phụ lòng mong mỏi của mọi người.
năm trước đây đã hạ sinh một nam hài nhi. Phải nói rằng gia chủ nhân và chủ mẫu cưng chiều nhị phu nhân hết sức. Vì thế mà nhị phu nhân lấy làm cảm động khai hết sự thật ra. Nàng chỉ phụng mệnh lệnh đến đây với một ý đồ. Nàng không bằng lòng lấy oán báo ân, nên đã chuẩn bị xa chạy cao bay, đồng thời khuyên chủ nhân ẩn tích từ đây để nuôi dưỡng hài nhi khôn lớn. Lão cứ nói tiếp nghe xem nào. Ngày hôm qua bỗng nhiên bản phủ tiếp được mẫu đơn lệnh, đồng thời ngay lúc đó tiểu thiếu gia cũng thình lình mất tích luôn. Tức thì toàn phủ luống cuống cả lên. Cái gì là mẫu đơn lệnh vậy? Đây là một bông hoa mẫu đơn làm bằng bạc. Nghe đồn rằng đó là một tổ chức giang hồ vừa thần bí vừa khủng khiếp đáng sợ. Hệ mẫu đơn lệnh xuất hiện đến đâu thì chỗ đó đổ máu, không có ai dám kháng cự hết. Đêm nay quả thực là kỳ tích chưa từng thấy. Trần Gia Lân suy nghĩ giây lát rồi nói: có lẽ nhị phu nhân hiểu rõ nội tình thì phải. Tổng quản Bảo Sĩ Đình khẽ gật đầu rồi nói: đúng thế, nhưng nàng không chịu nói, có lẽ không dám nói thì phải hơn. Lão vừa nói đến đây, sực liên tưởng đến tiểu hài nhi đang nằm trong cái rương da. Bất giác kêu a lên một tiếng, vội vàng chạy tới mở nắp rương ra. Lão trố mắt nhìn vào trong rương, đã thừ người ra tại chỗ luôn. Trần Gia Lân trông thấy thần sắc của tổng quản Bảo Sĩ Đình khác lạ, cũng theo sau thò đầu nhìn vào trong rương. Mới hay trong rương da có một trẻ nhỏ độ một tuổi, toàn thân tái mét chẳng còn một chút sắc máu nào. Rõ ràng thằng bé đã chết ngất. Hắn trông thấy thế bất giác đờ người ra tại chỗ. Thình lình trong lúc này, chút nhị viên ngoại loạn choạng chạy ra ngoài, nước mắt còn đang chảy dài ở trên mặt. Tổng quản Bảo Sĩ Đình sợ chủ nhân không chịu nổi sự đả kích này, nên vội vàng đứng trước rương gia rồi nói: đại phu nhân thế nào rồi? Chút nhị viên ngoại nói giọng quốc ngạn: nhắm mắt luôn rồi. Trần Gia Lân rung bắn người lên. Quả thật là quả vô đơn chí rồi. Chỉ trong bỗng chốc đã chết mấy mạng người. Tổng quản Bảo Sĩ Đình đứng ngẩn người ra tại chỗ. Cặp mắt lờ đờ của chút nhị viên ngoại lướt nhìn xung quanh một vòng rồi nói: mụ ma quỷ sứ giả ý đâu rồi? Trần Gia Lân thay mặt tổng quản Bảo Sĩ Đình đáp rằng: đi rồi. Chút nhị viên ngoại đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt. Lão cũng không thèm hỏi lai lịch của hắn, gào hét nói: tiểu bửu không hề chi chứ? Không một ai trả lời hết. Họ biết phải trả lời thế nào đây? Hình như chút nhị viên ngoại đã cảm thấy tình hình không ổn, lập tức tiến tới một bước, đẩy tổng quản Bảo Sĩ Đình ra một bên, giơ tay ẵm cái xác chết của thằng con lên. Trố mắt nhìn kỹ, tức thì mặt mày đại biến, toàn thân cứ rung lẩy bẩy không ngừng. Xích chút nữa là hai đôi nhãn cầu cũng đã lòi ra. Tức thì bầu không khí ở hiện trường trở nên ngột ngạt khó thở vô cùng. Thình lình, chút nhị viên ngoại buông tiếng cười như điên như dại. Tiếng cười này chẳng khác gì tiếng gào khóc của quỷ dữ nơi địa ngục, khiến người nghe phải rùng mình ớn lạnh tóc gáy. Tổng quản Bảo Sĩ Đình cả kinh, nói giọng hớt hải: thưa chủ nhân, người bị sao vậy? Tiếng cười điên cuồng thảm tuyệt vẫn chưa dứt. Quả thực Trần Gia Lân không còn chịu đựng nổi nữa, hắn muốn rời khỏi đây ngay. Hắn mới bước chân vào chốn giang hồ thì đã chứng kiến cảnh tượng thảm tuyệt tàn bạo này rồi. Chẳng lẽ giang hồ là như vậy hay sao? Chẳng trách gì sư phụ và Châu lão gia bằng lòng chết già nơi xóm cá quê nghèo kia. Chút nhị viên ngoại vừa cười như điên như dại, vừa đưa tay kéo cái xác chết đã lạnh cống của nhị phu nhân. Đánh bạch một cái, xác chết của nhị phu nhân té nằm trên đất luôn. Thế nhưng nàng ta vẫn ở thế ngồi lạnh cống, hai chân vẫn không sao duỗi thẳng ra được hết. Còn tay kia của chút nhị viên ngoại vẫn ôm chặt cái xác chết của thằng bé, cười ha ha nói: mẹ thằng cô ơi!
chớ làm hài nhi sợ hãi. Nào, chúng ta hãy vào nhà thôi. Tổng quản Bảo Sĩ Đình nói giọng run run rằng: Thưa chủ nhân, người vào trong nghỉ ngơi giày lát cho khỏe đi. Nói xong, lão đưa tay đỡ Chúc Nhị Dương ngoại ngay. Chúc Nhị Dương ngoại bỗng ngưng cười, trợn mắt giận dữ nhìn tổng quản Bảo Sĩ Đình la hét nói: Ngươi là ai đây? Không được đụng đến tiểu bửu bối của ta, nghe chưa? Tổng quản Bảo Sĩ Đình giật mình lùi về phía sau hai ba bước, liền hớt hải nói: Gia đình tàn nát, già chết người nên lão đã điên rồi. Trần Gia Lân không chịu nổi nữa, hắn quyết phải rời khỏi nơi đây mới được. Hắn từng chạm nỗi khổ vợ, bỏ vợ bỏ con, nay chạm cảnh tượng thảm tuyệt này, hắn không đau lòng sao được. Hình như hắn cũng phải phát điên lên mất. Một gia đình đang sống đầm ấm, bỗng chốc có người tử vong, có người điên. Thiên hạ này còn sự kiện nào thê thảm hơn nữa không? Trần Gia Lân vừa suy nghĩ vừa quay đầu bỏ chạy ngay. Sau khi rời khỏi Chúc phủ, hắn thở phào một cái thật mạnh, ngoái cổ nhìn ra sao, bất giác động lòng thương hại cho số phận của Chúc Nhị Viên ngoại. Trần Gia Lân bước vào tiểu khách sạn, sau đó đi vào phòng của mình thay y áo nằm nghỉ ở trên giường. Một màn thảm kịch của Chúc phủ vẫn còn hiện ra ở trước mắt hắn. Chẳng biết rốt cuộc những sự cố như thế này ở chốn giang hồ còn bao nhiêu nữa đây? Những hình ảnh hồng hoa sứ giả, mẫu đơn lệnh, xác chết của thằng bé, thiếu phụ yêu kiều tự vẫn và Chúc Nhị Viên ngoại nổi cơn điên lần lượt hiện ra trước mắt của hắn. Cũng đồng thời vào lúc này, ở bên kia bờ hồ có một bóng người nhỏ nhắn đang từ từ đi về hướng căn nhà nhỏ. Chẳng mấy chốc bóng người này đã đến sau hè căn nhà. Đối phương mắt nhìn qua cửa sổ, nhưng cửa sổ đã đóng kín lại nên đối phương chẳng thấy gì hết. Thế rồi y lại rón rén bước ra cửa trước. Cửa trước cũng đã khóa lại, trong nhà chẳng có đèn đuốc gì cả. Bóng người nhỏ nhắn nọ tựa lưng vào cửa nhà một cách yếu ớt, mấp máy đôi môi lẩm bẩm nói: Hai phụ tử chàng đi đâu rồi? Người này không ai xa lạ, mà chính là Đào Ngọc Phương đã bỏ chồng con ra đi mấy hôm nay. Nàng lại quay trở về, nàng không đành lòng rời khỏi chồng con nên đã tìm trở về đây lần nữa. Nhưng khi nàng quay trở về thì tất cả nơi đây đã thay đổi hết rồi. Tâm trạng của nàng bây giờ rất là mâu thuẫn. Nàng nghĩ rằng như thế cũng được, trong những chuỗi ngày còn lại của mình để cung phụng người cha đuôi mù hai mắt, coi như là đã báo đền ơn dưỡng dục trong muôn một. Thế nhưng nàng lại mong rằng hai phụ tử của chàng xuất hiện ngay bây giờ, cho dù chỉ sống thêm vài tháng nữa cũng được, có chết cũng phải chết ở ngôi nhà nhiều kỷ niệm này. Bốn bề tĩnh mịch như tờ, từng cơn gió ở miền hoang dã thổi tới khiến cho nàng cảm thấy lạnh run lên. Nàng không còn khóc được nữa vì nước mắt đã khô cạn từ lâu rồi. Một hồi thật lâu, nàng đứng thẳng người lên nhủ thầm: Xem như xong hết, không còn trông thấy phụ tử chàng nữa, hãy rời khỏi nơi này cho rồi. Thế rồi Đào Ngọc Phương cất bước đi, di động một cách hết sức là nặng nề, rồi dần dần biến mất trong bóng tối luôn. Trần Gia Lân đưa mắt nhìn ngọn đèn dầu ngẩn người ra tại đó. Hắn giận dỗi trong nhất thời, muốn xuất hiện trên giang hồ để dương danh diệu võ, để tìm kiếm Đào Ngọc Phương thanh toán món nợ nần. Bây giờ hắn đã trông thấy giang hồ phức tạp, quỷ quyệt gian dối, thù sát đổ máu như thế nào, hắn có chút không thích ứng với sinh nhai này rồi. Trần Gia Lân lại liên tưởng tới Tiểu Ngọc Lân đang ký dưỡng tại nhà của Châu lão gia. Ây, tội nghiệp thằng nhỏ như vậy mà đã bị mất tình thương của phụ mẫu. Chẳng biết bây giờ nó ngủ rồi chưa, hay là đang khóc la đòi bố mẹ đây. Đêm đã khuya lắm rồi, hắn chẳng buồn ngủ chút nào cả. Hắn đang suy nghĩ hành trình từ đây về sau. Thình lình ngay lúc khi hắn đang suy nghĩ vớ vẩn, trên cửa sổ bỗng nghe có tiếng gõ nhẹ nhẹ. Trần Gia Lân bất giác giật bắn người lên. Đêm khuya canh vắng như vậy,
ai đã tìm mình đây? Ai vậy? Ta. Tiếng của đối phương trả lời ngắn gọn hết sức, hình như là một nữ nhân. Trần Gia Lân ngẩn người trong giây lát. Đêm khuya canh vắng như thế này, sao lại có nữ nhân tìm mình chứ? Hắn suy nghĩ tới đây bất giác buộc miệng hỏi. Có phải danh tự của cô nương kêu là ta không? Nữ nhân bên ngoài kêu hừ một tiếng rồi nói. Chữ ta đương nhiên muốn nói là ta đây, chứ không phải là người khác. Nếu bằng hữu cho đó là danh tự của ta thì cũng được thôi. Nghe giọng nói của đối phương, hắn biết nữ nhân này lanh lợi vô cùng. Trần Gia Lân sực hồi tưởng trước kia hắn vào nghỉ tại điếm này cũng từng bị một cô nương hát dạo làm phiền một lần. Hắn thoạt vừa suy nghĩ tới đây, mặt mày nóng bừng lên rồi đáp. Vậy thì xin lỗi, mời cô nương đến tìm người khác khác đi. Ủa, bằng hữu nói thế nghĩa là sao vậy? Chẳng có sao hết, ta phải ngủ bây giờ. Bằng hữu tên là Ngư Lan có đúng không? Đúng thế. Nếu ta nói rằng có người chuẩn bị giết ngươi thì ngươi tính sao đây hả? Trần Gia Lân nghe nói thế bất giác giật bắn người lên rồi nói. Ai định giết ta vậy? Nữ nhân bên ngoài nói. Mở cửa ra, ta nói cho ngươi nghe, bằng không thì miễn bàn. Trần Gia Lân cau mày suy nghĩ. Nếu quả thật đối phương là một cô gái phong trần, cố tình đặt chuyện đánh lừa mình mở cửa phòng, sau khi y vào phòng, chắc phải là lắm sự phiền phức không sai. Có người nào muốn giết mình đâu, hơn nữa mình cũng chưa gây thù kết oán với ai kia mà. Cứ lặng thinh không đếm xỉa y cho rồi. Thế nhưng chàng suy nghĩ kỹ lại, thoáng thấy không có ổn. Vì đối phương đã nói lên hai chữ Ngư Lan ngoại hiệu của mình. Chỉ bằng thì cứ tin lời nói của đối phương đi. Nếu tình hình không phải như vậy thì sẽ tính sao? Hắn suy nghĩ đến đây lập tức mở cửa ra ngay. Cánh cửa vừa được mở toang tức thì có một mùi thơm son phấn xông vào phòng. Kế đó hắn trông thấy một mỹ nhân xuất hiện trước mặt. Nhìn qua cách ăn mặc và khí chất của đối phương biết y không phải là hạng gái hạ tam lân. Tức thì Trần Gia Lân lúng túng cả tay chân, mặt mày nóng bừng rồi nói. Mời cô nương ngồi. Nói xong hắn tiện tay đóng cửa phòng lại. Thiếu nữ nọ chẳng khách sáo chút nào, liền ngồi bên cạnh giường. Trần Gia Lân gượng cười ngồi trên chiếc ghế ở gần cửa sổ. Thiếu nữ này rất xinh đẹp, đồng thời cũng rất hấp dẫn. Hắn sực nghĩ đến Đào Ngọc Phượng. Tức thì sắc đẹp của thiếu nữ này tối mờ ngay, đồng thời mặt mày của hắn cũng trở nên buồn bã. Thiếu nữ nọ trông thấy thần sắc của hắn cau mày hỏi. Người có tâm sự gì chăng? Trần Gia Lân bất giác giật bắn người lên. Quả thật rằng cặp mắt của đối phương thật là lợi hại và ghê gớm. Y vừa đưa mắt nhìn qua một cái đã thấy được mình có tâm sự. Đương nhiên hắn không thể nào nói tâm sự của mình ra. Hắn không thể trả lời mà còn hỏi ngược lại. Cô nương đêm khuya hoang lâm có điều chi chỉ giáo chăng? Thiếu nữ cười một tiếng thật tươi rồi nói. Người không định hỏi ta là ai nữa hay sao? Trần Gia Lân nghe đối phương nói thề bất giác ngẩn người trong giây lát, sau đó nói. Vậy thì tại hạ xin thỉnh giáo phương danh của cô nương. Ta là Vũ Diễm Hoa. Đối phương lại trả lời ngắn gọn như lúc nãy. Trần Gia Lân kêu ồ một tiếng rồi nói. Bây giờ tại hạ có thể thỉnh giáo mục đích của cô nương đến đây để làm gì được rồi chưa? Đương nhiên. Lúc nãy cô nương bảo rằng có người chuẩn bị sát hại tại hạ. Đúng thế. Đối phương là nhân vật nào? Không biết, nhưng quyết không phải là nhân vật tầm thường. Trần Gia Lân nghe nói thế, lấy làm thắc mắc khó hiểu vô cùng. Cô ta đến đây báo tin, nhưng lại không biết đối phương là ai. Thế thì lời nói của y há chẳng mâu thuẫn lắm hay sao? Vũ Diễm Hoa đã biết hắn đang suy nghĩ thế nào. Cô ta cao đôi mày liễu rồi nói. Ngươi cho rằng ta nói lời bâng quơ chăng? Trần Gia Lân ấp úng nói. Thế nhưng cô nương lại chẳng biết đối phương là ai. Vũ Diễm Hoa ngắt lời hắn rồi nói. Ta chỉ nghe lỏm được lời nói của họ, không trông thấy mặt của đối phương, đương nhiên không biết là ai rồi. Trần Gia Lân trầm tư giây lát rồi nói. Tại hạ chưa từng kết oán với ai bao giờ, chẳng biết người nào lại muốn giết tại hạ như vậy. Vũ Diễm Hoa trầm giọng nói. Điều này khó nói lắm.
Dù gì ta cũng chỉ cảnh cáo cho ngươi hai rồi, tự ngươi cẩn thận đi. Trong thần tình của đối phương chẳng có chút nào là nói đùa cả. Trần Gia Lân vẫn còn hồ nghi nói, tại sao cô nương lại cảnh giác với tại hạ như vậy? Điều này ư, sau này ngươi sẽ rõ thôi. Tại sao cô nương lại biết tại hạ kêu là Ngư Lan, đồng thời biết tại hạ nghỉ trong tiểu khách sạn này như vậy? Ta cũng nghe nói mà thôi, tin hay không là tùy nơi ngươi đó. Cô nương lại thần bí như thế sao? Vũ Diễm Hoa cười một tiếng thật tươi rồi nói, ta chẳng thần bí chút nào cả, ngươi có cảm giác thế thôi. Ta chỉ nói bấy nhiêu lời thôi, xin cáo từ vậy. Dứt lời cô ta ngồi dậy, tự động đẩy cửa phòng ra, thấp thoáng một cái thì đã mất dạng luôn. Trần Gia Lân ngẩn người ra tại chỗ. Quả thực là thiếu nữ này thần bí hết sức, không mời mà đến, lại từ biệt một cách nhanh chóng, hai bên chẳng hề quen biết. Tại sao cô ta lại chịu khó ghé đến rồi cảnh giác mình như vậy? Lúc này mình cứ cho cô ấy đã đến với ý đồ gì đó, nhưng cô ta lại đi mất. Điều này khó hiểu vô cùng. Quả thật đây là một nghi vấn khó giải. Trời nắng chang chang, nắng đến độ mặt lộ bốc khói luôn. Những người bộ hành cứ đưa tay lau mồ hôi không ngừng, kỵ mã thì cứ sùi bọt mép. Đại địa trở thành một lò lửa lớn. Trên đoạn đường này chẳng có một bóng cây cỏ con nào để dừng chân lại nghỉ mát được hết. Những đám cỏ hoang mọc lẫn lộn với những bụi cây thấp lùng chỉ đủ để cho loài thỏ nghỉ mát mà thôi. Thỉnh thoảng có một vài cơn gió thổi đến, thế nhưng ngọn gió này cũng nóng hừng hực thổi vào mình càng thấy khó chịu hơn. Trần Gia Lân đầu đội nón rơm rộng vành, cũng đang bước trên con hoang lộ này. Hắn không có nơi chốn để đến và cứ thế mà đi lang thang, đi tìm Đào Ngọc Phương đã bỏ rơi hai phụ tử của hắn trong mấy hôm nay. Hắn đang bước đi trên đường lộ, bỗng thấy trước mặt lề đường có một cây thuộc giống cây ít lá, hình như là một bóng người lắc lư treo lòng thòng ở dưới cây. Hắn bất giác giật bắn người lên, lập tức phi thân chạy sang bên đó trố mắt nhìn kỹ, mới hay một người thắt cổ ở trên cây. Người thắt cổ treo thòng ở dưới cây trạc tuổi 50, nhìn cách ăn mặc là một nhà học chữ. Trần Gia Lân nhảy giọt tới trước, đưa tay sờ vào ngực của đối phương, thấy tim của ông lão còn nóng, chứng tỏ rằng lão mới thắt cổ trên cây chẳng bao lâu. Hắn suy nghĩ trong giây lát, liền đưa một tay đỡ lấy hạ bán thân của ông lão, tay kia thì rút kiếm chặt đứt dây thừng, sau đó tra kiếm vào bao, đưa cả hai tay ẩm ông lão lên, đảo mắt liếc nhìn xung quanh, không thấy nơi nào có bóng mát cả. Cực chẳng đã, hắn lại phải ôm ông lão đi đến gần một bụi cây lùng thấp, đặt ông lão nằm thẳng xuống, sau đó gỡ dây thắt cổ của ông lão ra. Người có võ công như hắn muốn cứu chữa một người sinh cơ chưa tận thì chẳng khó khăn chút nào. Hắn đưa tay điểm vài nơi huyệt đạo trên người của đối phương, tức thì ông lão hô hấp lại ngay. Chỉ trong chốc lát thì lão mở mắt luôn. Ta chết rồi chăng? Trần Gia Lân thở phào một hơi nhẹ nhõm nói, không, thưa lão bá, lão chưa chết, lão đã sống trở lại rồi. Ta chưa chết sao? Ông lão trở mình ngồi dậy, trợn mắt nhìn Trần Gia Lân rồi nói, thời buổi này sống thật là vất vả, mà chết thì cũng khó khăn luôn. Người nhúng tay can thiệp vào chuyện chết sống của ta làm gì vậy? Trần Gia Lân dở khóc dở cười nói, thưa lão bá, kẻ này không thể trông thấy tử nạn mà lại chẳng ra tay cứu người. Ông lão trợn ngược đôi ngươi đỏ ngầu, căm phẫn nói, tiểu tử, ngươi cho rằng lão phù chết một lần chưa đủ, định bảo già này thọ khổ thêm một lần nữa ư? Trần Gia Lân thông cảm lão là một người tự giận, tâm trạng của lão không được tốt lắm, nên hắn chẳng buồn phiền chút nào cả. Ngược lại, hắn liền nói giọng ôn hòa với lão, thưa lão ba, chẳng lẽ lão ba không nghe thấy người ta thường nói rằng con kiến vẫn còn ham sống ư? Tại sao lão phải tự giận như vậy? Điều này có cần tiểu tử người dạy dỗ ta không?
đương nhiên không thể sống tiếp nên ta mới tìm cái chết đó. Lão bá có thể nói cho biết nguyên nhân tại sao không vậy? Miễn vậy đường ai nấy đi, chớ can thiệp vào sự việc của ta nữa. Ôi khổ thật, phải làm lại từ đầu nữa rồi. Này lão bá, xin chớ có vội. Lão cứ nói nguyên nhân cho kẻ này nghe, biết đâu giảng bói giúp sức được cũng nên. Ông lão đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt, rồi lắc đầu cố chấp nói: Thôi, cứ để cho ta chết cho rồi, người không tài nào giải quyết được đâu. Trần Gia Lân nhẫn nại nói: Thưa lão bá, biết đâu giảng bói giải quyết được thì sao? Hình như ông lão có một cách miễn cưỡng và nói rằng: Thôi được, để lão nói cho người nghe, bằng không người cứ theo quấy rầy ta mãi. Nhà của lão phù ở phía trước cách đây độ một khoảng 10 dặm đường, hành nghề dạy học. Lão phù có một đứa con gái năm nay được 18 tuổi, mặt mày cũng khá xinh đẹp. Cuối năm nay sẽ quá môn làm con dâu của Huỳnh Đại Hộ Gia. Những chuỗi ngày còn lại của lão phù chỉ trông vào đứa con gái này thôi. Cách đây vài hôm, lão phù rảnh rỗi dẫn y về quê tổ tại thành Nhiêu Châu để tảo mộ cho mẹ của y. Không ngờ đi tới đây gặp phải một bọn cường đồ bắt y lẫn cả xe ngựa mang đi mất. Một thiếu nữ khuê cát lọt vào tay bọn ác đồ thì còn gì để nói nữa đây. Người bảo lão phù không tự tử chết đi cho rồi, chứ lưu cái mạng già này để làm gì nữa chứ. Trần Gia Lân nghĩa khí lộ ra ngoài nói: Thưa lão bá, đây là chuyện nhỏ thôi mà. Ông lão trợn to hai mắt nói: Ngươi còn bảo rằng là chuyện nhỏ, chẳng lẽ vị tiểu ca là vị hiệp khách gì đó? Trần Gia Lân không muốn giải thích nhiều, khẽ cười một tiếng rồi hỏi ngay: Bọn ấy chạy về hướng nào và đi được bao nhiêu lâu rồi? Họ mới đi đây thôi, đồng thời khoảng thời gian lão phù thoát cổ tự tử. Lão vừa nói vừa đưa tay chỉ về hướng đằng trước và nói: Họ chạy về hướng đó đó. Chỗ đó là nơi nào vậy? Hình như nơi đó có một ngôi cổ miếu. Được, lão ba cứ ở lại đây chờ đợi giảng bói đến đó xem thử sao. Này tiểu ca, lão phu cần ngươi một việc. Việc gì vậy? Xin ngươi dẫn cả lão phu đi luôn. Nếu con gái lão có mệnh hệ gì, hai phụ tử phải chết chung một nơi. Lão vừa nói vừa lấy tay chống ở dưới đất đứng phát dậy ngay. Thân người loạng choạng đảo vòng lại té ngồi xuống một lần nữa. Lão cảm khái thở dài một tiếng rồi nói: Ây da, hai chân lão mềm nhũn, lão phu bò đi cũng được. Trần Gia Lân cười cay đắng một tiếng rồi nói: Khí trời nóng bức như thế này, nếu đợi lão bá bò đến đó thì đối phương đã đi mất biệt rồi. Thôi được, để giảng bói cổng lão bá đi cũng được. Ông lão ngập ngừng nói: Như thế thì sao được chứ? Không hề chi đâu, bây giờ cũng không còn cách gì khác hơn nữa. Lên đi nào. Giảng bói tự tin rằng cẳng chân của mình còn mạnh lắm. Dứt lời hắn cúi người xuống ngay. Ông lão không nói gì nữa, lập tức bám vào lưng của hắn, đồng thời đưa hai tay tròn qua cổ của hắn luôn. Thế rồi Trần Gia Lân lập tức thi triển thân pháp chạy như gió. Chỉ trong chốc lát, hắn đã chạy tới bìa rừng. Quả thực nơi đây có một ngôi cổ miếu. Hắn chưa vào rừng đã cảm thấy mát mẻ dễ chịu rồi. Đi tới trước cổ miếu, Trần Gia Lân lên tiếng nói: Thưa lão bá, nếu không gặp ai hết giảng bói đành phải chạy một mình để rượt theo. Hắn chưa nói hết lời, một phụ nhân ăn mặc lòe loẹt bóng xuất hiện ở trước miếu. Phấn son nồng nặc, mặt mày xấu xí, hai lỗ mũi hướng lên trên, cái mồm to đến đổi có thể thọc cả một đấm tay trẻ nhỏ vào. Phụ nhân ăn mặc lòe loẹt cười toe toét một tiếng rồi nói:
Lão bất tử, người mới về đó sao? Ông lão kêu một tiếng nói: Bẩm cáo chủ nhân, lão bột đã mang hắn đến rồi. Trần Gia Lân bỗng cảm thấy tình hình không ổn. Hắn còn đang suy nghĩ, ông lão đã siết chặt hai tay vào nhau, tức thì kẹp chặt cổ họng của hắn. Phụ nhân mặc áo lè lẹt lượn mình lướt đi, đưa chỉ điểm tới lìa lịa. Tức thì Trần Gia Lân trúng chỉ, té ngã nhào luôn xuống đất. Hắn biết rằng mình đã trúng độc kế của đối phương rồi. Thế nhưng bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn. Lời cảnh cáo của thiếu nữ thần bí kia đã thành sự thật. Hắn không ngờ lại xảy ra sớm đến như vậy. Trần Gia Lân giận đến nỗi mồm mũi muốn phun ra khói lửa. Mình mới xuất đạo đã có người ám hại mình như vậy. Đây là điều mà hắn không thể nào ngờ đến được. Người chủ nhân mà đối phương vừa gọi là ai vậy? Y có thù hằn gì với mình chứ? Ông lão giơ tay xách bổng Trần Gia Lân lên. Theo sau phu nhân ăn mặc lòe loẹt chạy vào trong miếu luôn. Chẳng mấy chốc họ vào tới đại điện. Trong điện đường thì trống rỗng chẳng thấy ai hết. Đánh bạch một cái, Trần Gia Lân bị ném luôn xuống đất. Ông lão hướng về phía thần tượng, cúi đầu hành lễ, rồi cất giọng cung kính nói: Bẩm cáo chủ nhân, lão nô đã y lệnh mang người về đây rồi. Từ phía sau thần tượng có một âm thanh vang lên nói: Khá lắm, chẳng gặp phiền phức gì chứ. Ông lão cười đáp ý một tiếng rồi nói: Thưa chủ nhân, hình như tiểu tử này mới xuất đạo nên chẳng phí sức chút nào hết. Ngươi đã điều tra lai lịch hắn rồi chưa? Thế thì chưa. Trần Gia Lân muốn phát điên lên, nhưng hắn không làm sao mở miệng nói gì được. Hắn không biết tại sao đối phương lại hạ thủ với mình như vậy. Người thốt ra tiếng nói không thấy hiện thân là ai đó kia. Mục đích của đối phương bắt mình về đây để làm gì? Hắn âm thầm dẫn khởi sư môn tâm pháp định giải khai những quyệt đạo bị phong tỏa. Phụ nhân ăn mặc lòe lẹ cất giọng quái gở nói: Thưa chủ nhân, chiếu theo thường lệ xử trí hắn sao đây? Âm thanh thần bí nọ vang tới nói: Khoan đã, đây là đại giao dịch không thể làm cẩu thả được đâu. Ngươi lập tức thông báo chủ mua, bảo đối phương giao tiền kiểm hàng ngay. Xin dân. Phụ nhân ăn mặc lòe lẹt bước đi ra khỏi điện luôn. Bây giờ Trần Gia Lân không dám suy nghĩ gì hết. Hắn cứ chuyên chú lo giải quyết. Đây là cách duy nhất tự cứu bản thân. Tức thì nội điện lại yên lặng ngay. Ông lão đứng ở một bên cửa điện, thỉnh thoảng ngoái cổ nhìn Trần Gia Lân một lượt. Khoảng thời gian chừng tàn một nén nhang, Trần Gia Lân đã giải được quyệt đạo. Chỉ cần giải thêm một quyệt đạo nữa thì hắn đã có thể tự do hành động. Hắn cứ mong rằng đối phương chớ phát hiện điều này thì hay biết mấy. Thình lình ngay lúc này, âm thanh thần bí nọ bỗng la lên nói: Hãy chú ý, tiểu tử nọ đang tự giải quyệt đạo kìa. Ông lão nghe nói thế bất giác giật bắn người lên, lập tức lượn mình lướt đến bên cạnh của Trần Gia Lân, cười một tiếng rồi nói: Này tiểu tử, quả thật người cũng khá đó. Nói xong gã lập tức phóng chỉ điểm vào người của Trần Gia Lân vài cái liền. Trần Gia Lân kêu thầm một tiếng, phen này nguy to rồi. Tức thì hắn không còn một chút sức lực dùng dãy. Quả thật là nỗi hận trong lòng hắn không có bút mực nào tả nổi hết. Hắn còn nhớ khi sư phụ tại thế còn nhắc nhở rằng nhân tâm của giang hồ cực kỳ hung hiểm. Bây giờ hắn đã được chứng nghiệm rồi, thế nhưng cũng muộn màng rồi. Quả thật hắn chết như vậy không đáng chút nào hết. Phụ nhân mặc áo lòe loẹt lại quay trở về hiện đường. Thanh âm thần bí nọ lại lên tiếng nói: Thế nào rồi? Phụ nhân mặc áo lòe loẹt gật đầu đáp: Không sai, chính là hắn. Đồng thời chủ mua yêu cầu cả binh khí của hắn. Không được. Thế thì trái với nguyên tắc của chúng ta, chúng ta không thể nào lưu lại bất cứ dấu vết gì hết. Động thủ ngay bây giờ đi. Lúc bấy giờ Trần Gia Lân không còn mãi mãi cơ hội để nổi giận nữa. Tức thì ám ảnh tử vong đã bao trùm trong đầu của hắn ngay. Điều duy nhất hắn đang suy nghĩ chính là ái tử mới tròn một tuổi.
và Đào Ngọc Phương đã bỏ đi. Thế nhưng dù có suy nghĩ thì cũng vô ích thôi. Sau khi sinh mạng kết thúc, tất cả cũng theo đó mà chấm dứt luôn. Sắp chết đến nơi mà hắn vẫn chưa biết lý do tại sao họ giết hắn. Ông lão và phu nhân mặc đồ lè loẹt bước gần đến Trần Gia Lân. Ông lão cười hi hi nói. Này tiểu ca, chết sớm thì siêu thoát sớm. Niệm tình ngươi có lòng hảo tâm đã cứu sống lão phu một mạng, nên già này sẽ cho ngươi chết sung sướng một chút nha. Cách chết này sạch sẽ và gọn gàng, không cần phải lo chuyện mai táng làm gì cả. Hóa thành nước đậm, sau đó khô lại thì xong ngay. Ồ, cách giết người tàn bạo gớm như thế, nhưng lão nói ra có vẻ nhẹ nhàng hết sức vậy. Trần Gia Lân trợn to hai mắt, xem đối phương sẽ hạ thủ với mình bằng cách nào đây. Phụ nhân mặc áo lè loẹt, thò tay vào túi áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ, khẽ mở nắp lọ. Trần Gia Lân tự cho rằng không còn đường nào sống được nữa, kỳ tích không bao giờ xảy đến với mình đâu. Đồng thời hắn cũng chẳng nuôi một hy vọng nào cỏn con. Thình lình ngay lúc này, âm thanh thần bí nọ bỗng lên tiếng quát nói: Các người khoan hạ thủ vội, có người đến kìa. Ông lão và phu nhân mặc đồ lè loẹt nghe nói thế, cả hai song song quay người nhìn hướng điện môn. Trần Gia Lân trong tuyệt vọng liền nảy sinh một niềm sinh cơ ngay, chẳng biết người nào đã đến đây. Đối phương ngẫu nhiên đến đây hay là có mục đích mà đến đây? Trần Gia Lân không có thân thuộc và cũng chẳng có bằng hữu, thế thì có ai đến để mà cứu hắn đâu. Huống hồ cũng chẳng có ai biết mình đang bị thọ nạn nơi đây cả. Một nữ nhân diễm lệ vô cùng đã xuất hiện ở ngoài cửa đại điện. Đối phương đưa mắt nhìn vào trong điện một vòng, sau đó cất giọng thánh thoát rồi nói: Cha ôi, ta lại tưởng là ai? Té ra lại là nhị vị điếu khách và hỷ nương đang ở tại đây. Có phải đã tiếp được một món hàng mua bán nào lớn lắm nữa chăng? Âm thanh thật là êm tai và dễ chịu. Không cần phải nói cũng biết là điếu khách và hỷ nương chính là tôn hiệu của ông lão và phu nhân mặc áo lè loẹt rồi. Trần Gia Lân bỗng nghe thấy tiếng nói bất giác cả mừng, vì hắn đã nhận ra giọng nói này chính là của nữ nhân tên là Vũ Diễm Hoa, đã đến khách điếm cảnh báo mình tối đêm qua. Quả thực đây chẳng khác nào như một kẻ đang chết chìm ở dưới nước bỗng nhiên vớ được một cái phao cứu mạng vậy. Điếu khách đưa mắt nhìn Vũ Diễm Hoa một lượt rồi cười nói. Nương tử xem y có đẹp không? Y lại quen biết hai phu phụ ta. Hỷ nương trợn ngược đôi ngươi, dùng giọng mũi hừ một tiếng căm phẫn nhìn điếu khách nói giọng quái dị rằng: Này lão bất tử, y đẹp, lão nương xấu có phải vậy không? Hãy coi chừng lão nương lột da ngươi đó. Điếu khách mặt mày nhăn nhó rồi nói: Này nương tử đại nhân, người chớ có hiểu lầm, ta chỉ nói thế thôi, có khi nào dám suy nghĩ vớ vẩn gì đâu. Có nương tử rồi, bất kỳ mỹ nhân nào ở chốn thiên hạ này ta cũng chẳng có xem vào đâu cả. Hỷ nương biểu môi rồi bảo: Chớ có nịnh hót ta nữa, thách người dám làm bậy nào. Mụ vừa nói vừa đưa mắt nhìn Vũ Diễm qua rồi hỏi: Này tiểu muội tử, người đến ngôi miếu này để làm gì vậy? Có hẹn với tình nhân chăng? Vũ Diễm Hoa làm ra vẻ thản nhiên cười một tiếng thật tươi rồi nói: Hỷ nương, người nói chẳng sai chút nào, chàng đã đến đây trước ta rồi. Cô ta vừa nói vừa bước vào trong điện, phóng mắt nhìn tới trước rồi thất kinh nói: Ồ, chính chàng đấy mà, hai ông bà đã làm gì chàng rồi vậy? Miệng thì nói, chân thì bước về phía Trần Gia Lân. Điếu khách cất giọng lạnh lùng nói: Khoan đã, người báo cáo lại lịch xem nào. Vũ Diễm Hoa dừng bước lại cười khải nói: Miễn đi, còn báo cáo lại làm gì nữa chứ. Lúc nãy tôn phu nhân gọi ta là tiểu muội tử thì ngươi cứ cho là ta là tiểu muội tử đi. Hỷ nương trợn ngược hai mắt lên rồi nói: Chớ có giả mồ sa mưa nữa, ngươi đến đây có mục đích gì chứ? Vũ Diễm Hoa kêu ồ một tiếng rồi nói:
ngươi lại nói đúng nữa rồi. Vậy thì ngươi vì hắn mà đến đây ư? Đúng vậy, chẳng lẽ nơi đây còn ai nữa nào? Ngươi có biết hắn là ai hay không? Ngư Lan chứ còn ai? Chính ta đã tìm chàng. Ngươi hỏi như thế có phải là thừa hay không? Ngươi ngại hắn phải đến âm phủ một mình thì cô đơn, cho nên mới đuổi đến đây để được chết chung với hắn chứ gì? Ồ, Hỷ Nương, người thông minh thật, lại nói đúng lần nữa. Hỷ Nương lạnh lùng rồi nói, người chuẩn bị đi, đi chung với hắn bằng cách nào đây? Tự mình lên đường hay là... Vũ Diễm Hoa cười khải một tiếng, nói giọng thản nhiên rằng, chớ có nói lời khó nghe như thế làm gì, ta có muốn chết bao giờ đâu, ngươi thử suy nghĩ kỹ lại xem. Bọn già lão vẫn còn luyến tiếc thế giới đẹp đẽ này, huống chi ngày tháng của bọn thanh niên trẻ tuổi còn dài, ta phải lưu lại hưởng thụ thêm một phần nữa chứ. Hỷ Nương chớp nháy đôi mắt, rồi nói, tiểu muội tử, những hạng người có miệng lưỡi lanh lợi như ngươi rất hiếm thấy ở chốn giang hồ này. Nếu ngươi không muốn chết, tại sao lại hấp tấp bước vào đài Vọng Hương làm gì vậy? Vũ Diễm Hoa cười khải rồi nói, nếu chẳng nhờ ngươi dẫn đường quả thật, ta không thể nào tìm được hắn rồi. Ta cảm ơn ngươi trước vậy. Té ra nàng theo dõi Hỷ Nương đến đây. Nếu khách cau mày nói, này nương tử cưng yêu của ta, phen này ngươi mệt rồi, đã sơ ý đến thế bị đối phương theo dõi mà chẳng hay biết chút nào cả. Chủ nhân phải nổi cơn thịnh nộ không sai cho mà coi. Hỷ Nương mặt hơi biến sắc, hất hải đưa mắt nhìn về hướng thần tượng một lượt, rồi sau đó quay trở lại nói với Vũ Diễm Hoa rằng, này tiểu muội tử, người không tự mình thượng lộ thì lão nương đành phải động thủ thôi. Nói xong hai mắt tia ra hai luồng sát khí kinh người, đồng thời lượng mình lướt tới xòe năm ngón tay bấu vào người của Vũ Diễm Hoa nhanh như chớp. Quả thực trảo này thần tốc và lợi hại vô cùng. Vũ Diễm Hoa vẫn mặt tươi cười, giờ ngọc chưởng vẽ một vòng tròn ở trước mặt. Động tác nhẹ nhàng trông chẳng có gì là đáng lạ lùng cả. Hỷ Nương lập tức rút bàn tay lại rồi kinh hãi nói, nhất nguyên quá thái cực, ngươi là... Vũ Diễm Hoa giơ ngón trỏ ra, dấu bảo cho đối phương không được nói tiếp. Khẽ gật đầu một cái rồi nói, ngươi biết như thế là đủ rồi, không cần phải nói ra làm gì. Hai bên đối thoại, Trần Gia Lân nghe hết cả, hắn nhủ thầm trong bụng. Thế là lai lịch của Vũ Diễm Hoa này không tầm thường rồi. Ngay lúc này âm thanh thần bí nọ từ phía sau thần tượng lại từ từ vang tới nói, cô nương là người của phái Âm Sơn, vậy chúng ta hãy giải quyết việc này cho hợp lý cũng được. Vũ Diễm Hoa quay sang hướng thần tượng chắp tay xá một xá rồi nói, không ngờ chưởng quỷ cũng có mặt tại đây, tiểu nữ thất lễ thật. Cái tên chưởng quỷ không giống ngoại hiệu của người võ lâm chút nào hết. Rốt cuộc đối phương là nhân vật thế nào đây? Người thần bí nọ lại lên tiếng nói, cô nương dâng lệnh đến đây ư? Nói thế thì cũng được. Ngư Lan này là người của quý phái sao? Điều này khó nói lắm. Cô nương nói thế nghĩa là sao? Xin lượng thứ, tiểu nữ không tiện phụng cáo điều này. Cô nương cứ thẳng thắn nói mục đích đến đây để làm gì đi. Tiểu nữ mong rằng chưởng quỷ niệm tình buông bỏ vụ mua bán này. Hiện trường trầm tĩnh ngay lúc đó. Sau đó người thần bí lại nói tiếp, này cô nương, đôi bên chúng ta luôn luôn nước sông chẳng đụng chạm đến nước giếng. Vũ Diễm Hoa ngắt lời đối phương nói, đúng vậy, nhưng bất đắc dĩ mời xin chưởng quỷ phá lệ một lần này cho. Này cô nương, lão phu làm ăn chưa bao giờ rút lại hợp đồng, vụ mua bán lần này quyết phải tiếp tục. Nếu buông tha thì xem như dẹp bản nghỉ việc rồi còn gì nữa. Vũ Diễm Hoa đưa ánh mắt nhìn Trần Gia Lân một lượt rồi nói, thưa chưởng quỷ, bây giờ thế này có được không? Giá cả là bao nhiêu? Và chủ nhân sẽ trả đủ đàng hoàng. Phía sau thần tượng liền nói lên một tràng cười ha hả rồi nói, này cô nương, lão phu không đến nỗi nhỏ mọn như vậy. Đây không phải là vấn đề giá cả mà là quan trọng quy lực của mua bán. Lão phu luôn luôn không hề đánh lừa, dù người lớn hay là trẻ nhỏ bao giờ cả.
không khi nào có vấn đề phá lệ thất hứa với khách hàng. Vũ Diễm qua câu mày nói, nếu nói như thế thì trưởng quỹ không bằng lòng phá lệ rồi. Trưởng quỹ thần bí nọ lên tiếng nói tiếp, xin thượng trình với quý chủ nhân hãy thông cảm cho. Đồng thời cô nương cũng bảo rằng hắn cũng chưa phải là người của quý phái, có cần thiết bắt ép lão phù gỡ bản hiệu như vậy không? Quả thực hai bên như đang bàn luận về một vụ mua bán. Trần Gia Lâm hoàn toàn nghe chẳng hiểu gì hết. Bầu không khí lúc này khẩn trương vô cùng. Vũ Diễm Hoa suy nghĩ giây lát rồi nói, tiểu nữ chỉ dân mệnh lệnh hành sự. Công việc có thành công hay không hoàn toàn không can hệ gì đến tiểu nữ hết. Thế nhưng tiểu nữ có một điều không thể phụng cáo trước. Tốt nhất là trưởng quỹ nên buông bỏ vụ làm ăn lần này. Cô nương uy hiếp lão phu đó sao? Vũ Diễm Hoa lắc đầu nói, tiểu nữ không hề nghĩ như vậy. Vậy tại sao ngươi nhất định muốn lão phu phải phá vỡ luật làm ăn chứ? Tại vì nghề làm ăn cần nhất là phải nhất bổn vạn lợi. Thế nhưng vụ làm ăn này thì lại lỗ vốn đó. Lão phu không hiểu ý của cô nương muốn nói gì cả. Tiểu nữ nói thật cho trưởng quỹ nghe cũng không hề chi. Chắc trưởng quỹ vẫn chưa biết chủ nhân món hàng này là ai thì phải. Người thần bí kêu ồ một tiếng rồi nói, phải. Lão phu nhìn nhận rằng khi lãnh vụ làm ăn này chưa điều tra rõ chủ nhân hàng hóa này, chẳng biết đối phương là ai. Vũ Diễm Hoa suy nghĩ giây lát rồi nói tiếp, sau khi tiểu nữ phụng cáo điều này, mong rằng trưởng quỹ và hai vị môn hạ phải tuyệt đối giữ bí mật. Người thần bí lúc này nói, được, lão phu bằng lòng với cô nương như thế. Trần Gia Lân lấy làm thắc mắc, khó hiểu vô cùng. Chủ nhân hàng hóa mà đối phương vừa đề cập rất có thể muốn ám chỉ sư phụ. Thế nhưng mình hoàn toàn chẳng hay biết chút nào về bình sinh của sư phụ cả. Khi sư phụ còn tại thế, chưa hề đề cập đến quá khứ của lão nhân gia. Dù mình có hỏi thì lão cũng chẳng có nói. Lạ thay, tại sao Vũ Diễm Hoa này lại biết sư môn của mình như thế chứ? Vũ Diễm Hoa cất giọng sang sảng đọc ra từng chữ một. Tường Hồng Quán Nhật Quỷ Thần Kinh. Trần Gia Lân chẳng hiểu câu này có nghĩa gì cả, vì hắn chưa từng nghe nói câu này bao giờ. Vũ Diễm Hoa thoạt thốt ra câu này, tức thì phát hiện hiệu nghiệm ngay. Người thần bí nọ thất thanh nói giọng hớt hải, cô nương nói thật đó chứ? Vũ Diễm Hoa cất giọng lạnh nhạt nói, nếu trưởng quỷ vẫn còn chưa tin lời nói của tiểu nữ, sao không giải quyết cho hắn thử, thử nghiệm món hàng này ngay bây giờ xem như thế nào? Tức thì bầu không khí tại hiện trường trầm tịch lại ngay. Có lẽ người thần bí đang suy nghĩ gì thì phải. Một hồi lâu người thần bí nọ lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề nói, này cô nương, trong tình hình lão phu đành phải phá lệ thôi. Bây giờ lão phu giao hắn cho cô nương, đồng thời mong cô nương hãy giữ bí mật, chớ để sự kiện này truyền bá ra bên ngoài. Vũ Diễm Hoa gật đầu rồi nói, xin tuân lệnh trưởng quỹ. Điếu khách và hỷ nương đưa mắt nhìn nhau một lượt, cả hai lẳng lặng lui ra khỏi điện. Bây giờ trong lòng của Trần Gia Lân mới hoàn toàn thực sự an tâm. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi vài ngày, hắn đã kinh lịch biết bao nhiêu việc, đồng thời cũng học được nhiều bài học quý báu. Hắn đã nhìn thấy chân diện mục của chốn giang hồ này rồi, đồng thời hình như cũng bỗng chốc hắn đã trưởng thành khá nhiều. Vũ Diễm Hoa cười thật tươi, từ từ bước đến bên cạnh hắn. Nàng đưa tay giải số huyệt đạo đã bị khống chế cho hắn. Trần Gia Lân đứng phát dậy, chỉnh lý y áo lại. Trong lúc hắn té ngã ra đất, nón rơm ấy đã đánh mất rồi. Mặt mày Trần Gia Lân ửng đỏ, quay sang hướng vào Vũ Diễm Hoa chắp tay xá dài, nói giọng ngượng ngùng, võ cô nương, tại hạ kính tạ đại ân cứu mạng của cô nương. Vũ Diễm Hoa mỉm cười nói, chớ nên cảm tạ làm gì, nếu chẳng nhờ lai lịch lớn của người, ta cũng đành bó tay chịu trận vậy. Nghe nói như thế, Trần Gia Lân bất giác ngẩn người ra tại chỗ, nhất là ba chữ lai lịch lớn càng làm cho hắn hoang mang khó hiểu hơn. Thiếu nữ thần bí này lại am hiểu lai lịch của sư phụ hơn cả mình nhiều, không ngờ sư phụ lại là một nhân vật xuất sắc đến như thế.
Đương nhiên hắn không có lý do gì lại đi hỏi thăm nàng về chuyện của sư môn mình được hết. Hắn suy nghĩ đến đây, liền cất tiếng nói. Quý thính giả thân mến, Kim Kiếm Tàng Hồng phần 4 của tác giả Trần Thanh Vân đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần 5 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.